tại triển lãm cưới mùa yêu 2023 tại Vincom Việt Trì. Và hôm các bạn sẽ cùng theo chân Nhung tham quan hệ thống ba mẹ và bé và xem ở đây có gì thú vị nhé. Chị Hằng ơi, không biết là hôm nay tham gia sự kiện triển lãm mùa yêu thì cái Vinh Lớp muốn mang đến cho các cô dâu cũng như là khách, tất cả các khách tham quan ở đây những trải nghiệm gì, và chị có thể chia sẻ cho mọi người biết được không ạ? Dạ vâng. Cái Vinh Lớp Việt Trì chúng tôi có hơn 11 năm kinh nghiệm chăm sóc phục vụ trên 150.000 mẹ và bé trên khắp đất nước Việt Nam. Với những gì chúng tôi mang lại cho ngày hôm nay triển lãm cưới mùa yêu, với những cô dâu chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời, là bên spa trung tâm cây quýt lớp mẹ và bé có những dịch vụ cơ bản như sau. Thứ nhất là giảm béo, chuẩn y khoa. Hai là thanh tẩy toàn thân da trắng hồng. Ba là chăm sóc da mặt chuyên sâu. Bốn, gội đầu dưỡng sinh. Năm, massage thư giãn với rất nhiều liệu trình khác nhau như massage đá nóng, massage chuyên sâu bằng núi thảo dược, cũng như massage thư giãn tiêu chuẩn, và bé bơi thủy liệu, cũng như là dịch vụ chăm sóc mẹ và bé sau sinh để mẹ khỏe, bé vui. Với những cô dâu thì chúng tôi dành rất nhiều ưu đãi cho ngày riêng ngày hôm nay với chương trình mua một tặng một để cô dâu có thể rạng rỡ nhất trong ngày hôm nay.